Hello eh, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình Hải nhá Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với à, quay thú anh em nhá Và mức vốn hôm nay mình mang vào là một mét rưỡi anh em ạ Rồi thì bây giờ à, mình sẽ à, tiếp tục à, quay thú ấy, à, 4 đến 5 cửa cho anh em xem và tham khảo nhá Rồi anh em ạ, ok nhá, đá về cho mình cửa đầu tiên anh em này à, Tham khảo chính chủ yếu là cửa đầu tiên này anh em ạ ấy về thỏ rồi nhá. Và đặc biệt ở dưới gần đây anh em này à, đã có về đổi hai à, cửa X12 nữa anh em ạ. À, khá là đồng đều luôn. Ok anh em ạ. Thì mình sẽ bắt nhịp với bốn cửa đầu tiên anh em nhá. Đấy, mình sẽ đi với én này và thỏ này. Đồng thời à, mình sẽ lót luôn là bên chỗ cửa thú sẽ có gấu và bên cửa chim sẽ có công anh em nhá. Rồi ok anh em ạ. Đã thành công về cửa đầu tiên cho mình. Về én rồi anh em này. Quá hay luôn anh em ạ. Rồi nhá. Rồi thì à, bây giờ mình sẽ tiếp tục anh em này. Đấy. Cửa thứ hai đây sẽ có một sự thay đổi khác anh em nhá. Đấy mình sẽ bỏ ra hai cửa à, X6 anh em ạ. Đấy mình tập trung vào bốn x 8 anh em nhá. Ok chưa? Đấy thì à, mình sẽ lót thêm ngay à, cửa X2 này anh em này. Đấy 200 này. Đó là năm cửa tiếp theo anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ nói cho anh em xong cửa này mình sẽ nói anh em nhá. Đấy, với mức năm cửa nhá, ok anh em ạ, đá về cho mình còn công rồi anh em này, ấy, thì ở đây anh em này, à, anh em muốn đi năm cửa rất đơn giản luôn, ví dụ như ở bên này anh em ạ có bốn cửa thú nhá, thì anh em đi hai cửa này, bên này bốn cửa chim, ấy anh em đi hai cửa này, và ở trên này anh em này có cửa khai này, Đấy, có hai cửa thì thú và cửa chim anh em đi một cửa này, ấy và ở dưới nữa là có cá mập trắng này và cá à, vàng thì anh em có thể đi một cửa nào. Anh em có thể đi sáu cửa nhưng mà anh em không được đi trùng lại. Đấy thoải mái luôn anh em ạ. Đây anh em ạ, không thành công rồi anh em nhá. May mắn là cửa này mình chỉ tham khảo nhẹ thôi. Đó, ok nhá. Thành công hai cửa rồi thì một cửa không thành công cũng không sao cả anh em nhá. Đó, cuối cùng thì mình sẽ đi lại một cửa anh em này. Đây sau khi mà đã về một hai ba cửa chim liên tục anh em nhá. Thì mình quyết định sẽ đi cửa này với X2 anh em ạ đồng thời mình sẽ lót ở dưới à, cá trắng luôn anh em nhá cá trắng với ba à, 30 k luôn ok chưa đó nếu như mà thành công cửa này về cửa chim thì quá ngon rồi đây rồi quá hay rồi anh em ạ à. đá về hèn nhá quá tuyệt vời anh em ạ à. thành công rồi anh em ạ à. đó nếu như mà anh em đi một cửa thì tất nhiên anh em phải chọn vào cho mình x 2 này nhá nhưng mà khi nào nên đi một cửa anh em này đây, đi một cửa ở chỗ là anh em đã thấy nó về tới một hai ba bốn cửa chim liên tục anh em nhá anh em phải nhìn bên này cho rõ này Đây nha. đấy nhá đấy bốn cửa chim liên tục đấy, anh em mới đặt ra cái vấn đề là nên đi khai anh em nhá đó còn nếu như mà nó không về anh em nhá và về đổi hoặc về đôi thì tốt nhất anh em phải đi đồng đều cho mình 4 đến 5 cửa anh em ạ đó rồi anh em này cửa này mình không thành công rồi anh em ạ à, mình đã không lót vào cửa khí anh em nhá à, mình đã lót xuống à, cửa gấu rồi rồi, ok nha, không sao anh em nhé. 5 cửa anh em ạ, mà mình chỉ có là thành công 3 thôi. Đấy, và hai cửa mình không thành công anh em nhé. Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì tất nhiên là mình vẫn đang có 1 mét 8 gần 2 mét anh em ạ. Rồi, thì nó đã về cho mình cửa thú sau khi mà đổi anh em này. Đấy, bởi vì nó đã về bốn chim rồi, bây giờ đổi sang cửa thú anh em và về khỉ rồi. Thì chắc chắn cửa này mình chỉ tham khảo thôi anh em nhá. Đây anh em này, ok nhá quay lại cho mình con thỏ tiếp rồi. À, về cửa thỏ nhá Ok Đấy, à, ví dụ như nó về hai cửa thỏ như thế này khả năng cao anh em Đấy, à, Nó sẽ quay lại với cửa à, chim cũng rất là cao luôn cho nên là mình sẽ tham khảo thêm một cửa này anh em nhá à, mình sẽ đi vào đây uh, X2 anh em ạ à, mình sẽ đi 330 anh em nhá Ok chưa Nếu như mà không thành công cửa này thì quay lại với xuất phát tiếp anh em ạ đó mình mang vào đầu tiên là một mét rưỡi mà anh em đúng không rồi không thành công rồi anh em ạ à, đã đi qua rồi Đấy, vẫn tiếp tục về cho mình cửa thú anh em ạ à. rồi không sao nhá Đấy, phải bình tĩnh thôi anh em ạ à. ấy bởi vì không phải vào Đấy, mình đạt được là thành công ngay đâu anh em ạ à. rất là khó anh em nhá bởi vậy không dễ đâu không phải là ai cũng sẽ thành công đâu anh em ạ à. quan trọng là mình phải biết anh em nhá đọc chuẩn như thế nào Đấy, ok anh em ạ à, bây giờ mình sẽ đi lại bốn cửa này đó, riêng uh, cửa X6, uh, thì mình sẽ đi vào cửa thỏ anh em nhé tiếp tục lại thỏ này bởi vì hai thỏ hai thỏ rồi đấy dừng rồi quá hay quá đá về cho mình uh, con uh, chim bồ câu rồi anh em ạ rồi oh, hay quá anh em ạ lên được hai uh, m ba rồi hai m rồi anh em nhé nói chung là ăn non thì cũng đơn giản thôi anh em ạ Đó, uh, mang, ví dụ mình mang vào một m rưỡi đến 2 m thì uh, À, nhiều khi mà không thành công khó thì mình chỉ ăn à, à, non khoảng tầm 500 đến một mét là ok rồi đúng không anh em? À, bây giờ mình sẽ tham khảo tiếp ba à, cửa này, à, cửa này mình à, đi à, sư tử mà không thành công rồi anh em ạ. Trời ơi biết ngay mà anh em cửa này mình đặt không kịp thời gian anh em này. ấy mình đã nhấn vào đây rồi mà lại không kịp thời gian để ra là mình chỉ đi bốn cửa rồi anh em ạ. Ôi, không sao anh em nhá, không sao, không sao anh em ạ. rồi vẫn còn anh em ạ, vẫn còn cơ hội nhiều ở đây là hiện tại bây giờ thế này anh em đã về lại cho mình con sư tử rồi. Thì yeah, bây giờ mình sẽ gấp tiếp một cửa duy nhất anh em nhá. À, cửa này mà thành công thì mình sẽ nghỉ luôn anh em này. Nếu như mà không thành công thì coi như hôm nay mình về với một mét anh em nhá. Rồi quá hay quá anh em ạ, quá hay luôn rồi. Đã về cho mình con thỏ rồi anh em ạ. Đó về một cửa duy nhất cho mình là à, cửa thú anh em nhá. Rồi thành công lên được 3 mét anh em nhá. Đó cơ bản là thế này anh em này quan trọng là mình phải biết được là nên gấp như thế nào anh em ạ rồi thì hôm nay mình đã thành công được từ mét rưỡi lên 3 mét anh em nhá ok chào anh em